cũng là một thông tin về chăm sóc sức khỏe cho người dân. Thưa quý vị, sáng hôm qua tại trường Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh, hàng trăm người dân tại Thành phố Hồ Chí Minh đã được khám và tư vấn miễn phí bệnh đái tháo đường trong chương trình Làng Thay Đổi Đái Tháo Đường do Cục Quản lý Khám Chữa Bệnh Bộ Y tế và công ty Novo Nordisk Pharma Việt Nam tổ chức. Tham dự chương trình Làng Thay Đổi Đái Tháo Đường, người dân sẽ được các bác sĩ nội tiết khám sàng lọc đái tháo đường, đo đường huyết và tư vấn về dinh dưỡng để phòng bệnh. Việc tầm soát, phát hiện bệnh sớm có ý nghĩa quan trọng giúp người dân phòng ngừa bệnh đái tháo đường cũng như các biến chứng nguy hiểm do bệnh gây ra như mù lòa, cắt cụt chi, tim mạch, vân vân. Sau Thành phố Hồ Chí Minh, chương trình sẽ tiến hành khám và tầm soát bệnh đái tháo đường miễn phí cho người dân tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ ngày 10 và 11 tháng 11, tại Bệnh viện Đà Nẵng ngày 12 và 13 tháng 11 và tại Bệnh viện Nội tiết Trung ương Cơ sở 2 Hà Nội ngày 14 và 15 tháng 11.